Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với Xe Hay và tiếp tục trong khuôn khổ của Bắc Kinh Motor Show. Thì ngày hôm nay trong video lần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những chiếc xe mẹc độ cực kỳ lạ ở đây. Đây là thương hiệu Lorisser, một cái thương hiệu chuyên về độ xe của Trung Quốc, mà theo mình tìm hiểu thì nó có từ những năm 1930. Sao lâu ấy nhỉ? Nhưng mà nhìn nó rất là lạ nên là mình phải làm ngay cái video này để chia sẻ tới mọi người. Đây là chiếc Mercedes-Benz V-Class hay là V-Class mà anh em mình vẫn hay nhìn thấy ở Việt Nam. Nhưng qua tay Lorisser thì tất cả những chiếc xe mẹc gần như là trông nó hoàn toàn khác biệt. Nó khác rất nhiều, và với mình nhá, thì cái thương hiệu này nó độ xe theo cái phong cách rất có gì đó kiểu âm hưởng của Mansory, một cái nhà độ của Đức. Và các bạn có thể nhìn thấy dễ dàng ở đây là ngay từ cái phần ngoại hình này thôi, chúng ta sẽ có một cái sự thay đổi cực kỳ lớn đến từ cái khu vực mặt này, bao gồm cái khu vực mặt ca lăng được gần như là được thiết kế lại hoàn toàn, một cái mặt ca lăng mới được ốp lên đây. Và nhìn vào cái hình ảnh như này thì chắc chắn rồi, chúng ta không thể nhầm lẫn đi đâu được những cái mẫu xe mang phong cách độ kiểu Trung Quốc, chắc chắn là như vậy. Rất nhiều chrome, rất là nhiều những cái chi tiết để tăng cái tính nổi bật, tính gọi là tính thẩm mỹ cho chiếc xe. Hay ở cái phần nắp capo này, các bạn cũng có thể để ý là chúng ta sẽ có hẳn một cái phần một cái trang trí bằng sợi carbon nhá, cực kỳ xịn. Hay những cái kiểu dạng làm hơi giả giả kiểu cánh gió ấy, làm kiểu giả giả thôi, trông rất hay, trông rất lạ. Có thể nói là nhìn nó rất là khủng hoảng, và trông nó không giống bất cứ một cái chiếc xe độ nào đến từ phương Tây cả. Đặc phong cách đến từ Trung Quốc, trông cực kỳ nổi bật. Đấy, mời anh em sang bên thân này đi. Ở sang phần thân này thì chúng ta cũng sẽ thấy được, ở riêng chiếc V-Class này thì nó cũng đã được trang bị thêm rất nhiều những cái gọi là liên quan đến body kit này, cản dưới này, xong thì cái phần mang cá ở đây này, nhưng mà đây chỉ là mang giả nhá, cái này gần như là ốp lên rồi này. Mâm mới này, một bộ mâm đa chấu này, đó, lốp Continental này, Đức. Và trên này thì chúng ta có một cái gương rất to bản, ốp sợi carbon luôn nhá. Đó, đây đây, mời anh em ra phía sau này này. Rất nhiều những chiếc V-Class cũng được độ theo phong cách tương tự như vậy. Cực kỳ lạ, phải nói là cực kỳ lạ. Trông nó ngầu, nó hầm hố, mà trông nó không giống bất cứ một cái gì cả. Đây, ở trên này thì anh em mình ở chiếc xe này thì mình còn có thêm một cái nó như kiểu một cái làm sao mà, à, một cái như kiểu để nâng về cái chiều cao của phần mui ở phía sau. Ở đây mình đang thấy ở đây là cái này là hiện tiêu thụ nhiên liệu 10,48 lít trên 100 cây hỗn hợp, chứ không phải là giá. Nên mình chưa hỏi được giá chiếc xe này cụ thể là bao nhiêu, nhưng mà mình đoán là nó cũng không rẻ đâu. Hay ở bên này các bạn có thể nhìn thấy là một chiếc GLS nhưng độ cực kỳ lạ. Đây đây đây, mời anh em sang phần đầu. Sorry. Đây. Đây đây đây, mời anh em phải nhìn chiếc xe này, anh em mới thấy là trông nó không hoàn như thế nào. Hãng độ của Trung Quốc ấy, họ khoét nguyên một cái khu vực đèn mới ở đây, cho thêm một cái thấu kính projector vào đây đó, phía bên toàn bộ cái cản dưới này là làm lại này, chỉ có giữ đúng cái đèn multibeam là vẫn để nguyên ở đây thôi, còn nguyên cái phần mặt ca lăng ở đây nó cũng đã được làm lại to hơn. Các cái nan thì nó cũng xem kiểu truyền thống của Mercedes thôi, nhưng mà riêng cái logo Mercedes thay thế hoàn toàn nhá, thành một logo của Lorisser cực kỳ gọi là lạ lùng. Và đâu đó nhìn vào hình ảnh của chiếc xe này ấy, ở cái phần đầu chiếc GLS này, mình còn cảm giác là nó có gì đó nó hơi giống những cái chiếc xe Hồng Kỳ, Hồng Quy ấy. Rất giống, nhất là cái cụm đèn này, họ đục ra này, cực kỳ lạ đấy. Bây giờ thì mời anh em sang bên cái khoang nội thất của chiếc V-Class này đi. Đây, mời anh em sang bên cửa này để mình chạy sang bên này. Mình vào cabin này đi. Đây. Tất nhiên rồi, khi mà nói về một chiếc xe độ thì chúng ta không thể bỏ qua được cái không gian cabin. Bản thân chiếc V-Class này cũng đã là một chiếc xe nó có một cái không gian cực kỳ tốt rồi. Nhưng với cái phiên bản độ ở đây thì chúng ta có gần như một cái khoang cabin hoàn toàn khác biệt nhá. Ngay từ phía trước mặt các bạn có thể nhìn thấy là hẳn một cái vách ôm vào lưng ghế phía trước. Cái này thì hình như nó là một cái vách bình thường, nó không phải là TV đâu.
cũng không phải TV, nhưng nó kiểu nó ôm vào cái vị trí ghế đằng trước để nó giới hạn lại cái khoảng cách một cách cố định. Tức là ghế trước họ không thể lùi quá sâu về đằng này. Và ở phía sau này chúng ta sẽ có kết cấu theo dạng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 chỗ, nhưng mà có hai ghế chủ tịch ở đây. Có massage, ghế có sưởi nhá, có đầy đủ này. Ở dưới này có bệ tì chân này. Chỗ này cũng có bệ tì chân có thể nhấc lên này, có thể điều khiển điện này. Đó. Chỗ này là ngăn để cốc này, điều hòa riêng này. Cái gì đây để mình xem thử. Ồ, một cái chỗ để đồ, hộp để đồ ở dưới này. Tất cả nhá đều là bọc da, và theo mình sờ ở đây thì khả năng nó là da, chắc là nappa đấy, khả năng là nappa. Ngồi sướng, êm. Và toàn bộ cái ghế này là ghế thửa riêng nhá. Và nếu mà các bạn tìm hiểu, các bạn sẽ thấy là Trung Quốc họ giống như một cái thiên đường của việc độ xe, thiên đường về chế tạo tất cả những cái phụ tùng, phụ kiện về độ xe. Đó, đó, các bạn nhìn thấy không? Người ta vừa bật đèn cho khoang cabin này lên. Nguyên một cái phần vách trần theo dạng kiểu ở nhà mình hay gọi là KTV, karaoke hoặc là bầu trời sao gì đó. Trông rất là lạ trong đó. Ô, cái đèn LED vừa rồi nó chạy. Các bạn nhìn này. Này, nó chạy này. Wow. Nó đẹp dã man. Các cái giải LED ấy, nó chạy rất là mướt và đồng đều với nhau, nó không tạo ra hiện tượng giật đây này. Nó không hề bị giật một chút nào cả. Đỉnh thật, phải công nhận là đỉnh. Đây, cửa gió điều hòa thì họ rời hết lên này, cửa gió dạng cũng kiểu tua bin của Mercedes này. Ngồi êm này, có chỉnh điện, nhiều ghế đầy đủ ở chỗ này nhá. Xe đang tắt điện không mấy được. Rất êm nhá, cực kỳ rộng. Đây, mời anh em ngó nghiêng qua cái ghế trước tí đi. Đây, mời anh em ngó vào đấy đi. Chắc mình không cần vào đâu. Mình đứng đây mình chỉ trỏ thôi. Đây này, chính vì có cái vách này nhá, nên thành ra các bạn để ý là cái ghế này, đó, nó cũng sẽ chỉ ngả đến một cái mức độ nhất định thôi. Nó sẽ không ngả được tối đa như kiểu xe bình thường đâu. Nó sẽ giống như kiểu là một cái xe có cái vách cố định. Toàn bộ chỗ này nhá là ốp sợi carbon, ốp sợi kim loại giả carbon này. Và nguyên cái không gian cabin này thì cũng đã được làm lại tương đối là nhiều đấy. Bọc lại da ghế mà các bạn nhìn cái da ghế đẹp dã man chưa? Thực sự đỉnh đấy, nó thực sự đỉnh. Hay là những cái phần trần xe ấy. Này, các bạn nhìn này. Ui, nó mịn. Phải nói là nó mịn nhá. Từng cái đường thêu mũi chỉ này, các bạn để kỹ hơn mà, các bạn sẽ thấy là nó làm đều tóm tắp luôn. Không có một chút gọi là kém cạnh so với cả một cái xe zin một chút nào luôn. Cái này không phải là mình khen thái quá đâu nhá. Các bạn nhìn vào hình ảnh các bạn sẽ thấy được điều đó. Họ làm cực kỳ trau chuốt và cẩn thận này. Ví dụ đây nhá, cái đường chỉ khâu của tắp lô của zin này, thì các bạn nhìn lên cái chỉ khâu của nhà đậu mà xem, không kém luôn, 1910 luôn, không hề kém một chút nào. Chỉ có duy cái chỗ này này là họ để vẫn đang để cái màu trơn gốc của xe thế thôi. Đó, tuyệt vời. Đây, mời anh em lùi sang bên kia xem nào. Mình qua chiếc GLS này xem nào. Đây. Đây, mời anh em qua đây xem nào. Đây, xin mời. Ồ, với chiếc bật cửa điện này. Đó. Với chiếc này thì cơ bản là trông nó cũng không quá nhiều sự khác biệt đâu. Trông nó vẫn giống như một chiếc GLS bình thường thôi. Cái phần mâm này là đã được thay thế vào mâm khác này. Mâm này các cái nan nó khít hơn này. Và dùng center lock, kiểu thiết kế kiểu center lock này. Tức là khóa trung tâm. Ấn tượng thật. Công nhận các hãng xe Trung Quốc bây giờ họ làm đỉnh cao lắm, phải nói là đỉnh cao. Đấy thì chắc là làm một cái video rất là ngắn này thôi để anh em mình có thể thấy được là Trung Quốc họ có những cái nhà độ chuyên cho những cái xe như kiểu Mercedes, và họ độ một cách quái gì đến như thế nào. Thì anh em thấy sao về những chiếc xe này? Comment ở phía bên dưới nhá. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.